Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, siêu bão mạnh có tên quốc tế là Haiyan sẽ vào Biển Đông vào đêm mai và trở thành cơn bão số 13 ở nước ta trong mùa mưa bão năm nay. Bão Haiyan được đánh giá là cơn bão mạnh nhất ở khu vực Thái Bình Dương năm 2013 và là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua. Vào hồi 13 giờ ngày 7 tháng 11, thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc, 131,1 độ Kinh Đông, cách đảo Mindanao, Philippines, khoảng 500 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 giật đến cấp 20 trên cả cấp siêu bão. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển với tốc độ nhanh, với mỗi giờ khoảng 30 đến 35 km, theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Dự báo đêm mai và rạng sáng ngày kia, bão Haiyan sẽ đi vào Biển Đông và giảm cường độ xuống cấp 14, cấp 15. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 200 km về phía Bắc. Bão vẫn giữ cường độ và di chuyển nhanh về miền Trung nước ta. Theo các chuyên gia khí tượng, với những cơn bão mạnh di chuyển nhanh như bão Haiyan thì đường đi không phức tạp và ít yếu tố có thể tác động làm thay đổi hướng. Mặc dù ngày 9 tháng 11 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, song chỉ làm chếch nhẹ hướng bão xuống phía nam. Tuy nhiên, không khí lạnh không đủ sức để làm suy yếu bão Haiyan như cơn bão số 12 trước đó. Vì vậy, khi vào bờ, cơn bão này vẫn đạt đến cường độ cấp 12, cấp 13.